Cảm ơn quý vị rất nhiều vẫn giữ màn hình của chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương. Và tiếp theo là phần thứ hai, bản tin đầu tiên trong phần thứ hai có liên quan đến cái sự cạnh tranh về biển đảo giữa Nhật Bản và Trung Cộng. Thì thưa quý vị, ngày hôm nay tin cho biết là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật vừa mới lên tiếng và tuyên bố là Nhật Bản đã sẵn sàng để đối phó với lại cái tình trạng lấn áp của Trung Cộng trong vấn đề mà tranh chấp cái hòn đảo có tên là Senkaku mà Trung Cộng gọi là đảo điếu ngư đó. Thì thực ra cái sự việc này nó diễn ra khá lâu rồi. Trung Cộng thì đòi cái quyền kiểm soát ở trên đây, trong khi đó thì Nhật lại cho rằng là cái đảo này của mình. Tuy nhiên thì Nhật có vẻ như là thất thế hơn Trung Cộng, là tại vì cái đảo này đó nó nằm rất là xa với lại cái vùng biển của Nhật Bản, và như vậy đó thì nó lại nằm gần với lại Đài Loan. Trung Cộng thì lúc nào cũng muốn chiếm cái đảo này thuộc về mình, rồi từ đó sẽ có những cái sự kiểm soát dễ dàng hơn đối với lại Đài Loan. Trong khi đó Trung Cộng thì ở quá xa, nhưng mà Trung Cộng thì nói là đảo đó thuộc về của họ, cho nên là cái cuộc tranh chấp đã diễn ra trong suốt thời gian vừa qua. Nhưng mà giờ đây đó thì Nhật Bản có vẻ như là càng ngày càng cương quyết hơn, khi mà ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nhật Bản, ông Nobuo Kishi, cho biết là Nhật Bản đã chuẩn bị đầy đủ cái lực lượng để mà có thể đối phó trong trường hợp mà Trung Cộng tiếp tục có những cái sự bành trướng. Chẳng hạn như là ông Bộ trưởng Quốc phòng cho biết là họ đã tăng cường thêm, gia tăng thêm cái số quân đội của mình, rồi được tăng cường thêm những cái vũ khí, những cái loại phi cơ mà chiến đấu đặc biệt để sẵn sàng chống cự lại trong trường hợp mà bị Trung Cộng càng ngày càng bành trướng. Thì thưa quý vị, đó là cái tình hình mới nhất liên quan đến cuộc tranh chấp giữa Nhật Bản và Trung Cộng tại cái hòn đảo điếu ngư, tức là Senkaku, mà giờ đây thì Trung Cộng càng ngày càng lấn áp, thì bên phía Nhật Bản cũng lại càng ngày càng cho biết là họ sẽ sẵn sàng đối phó với lại Trung Cộng nếu Trung Cộng càng ngày càng gia tăng cái vấn đề đàn áp họ. Thưa quý vị, bạn tin kể là một bạn tin cũng liên quan tới vấn đề ban giao của Hoa Kỳ và Pháp. Thưa quý vị, ngày hôm qua đã có những bạn tin đặc biệt về vấn đề ban giao giữa Hoa Kỳ và Pháp bị trở ngại sau khi Hoa Kỳ liên minh với lại là nước Anh cũng như rằng là nước Úc để mà lập ra một cái chương trình cánh tân tàu ngầm cho Úc nhằm đối phó với sự can thiệp trên thế giới càng ngày càng rõ ràng đối với nước Trung Hoa Cộng sản. Người Úc đã nhận những cái sự hợp tác của Hoa Kỳ để cải tổ hệ thống tàu ngầm của họ cho trở thành ra những cái kêu là mới hơn và có nhiều năng lực hơn để có thể kiểm soát bờ biển và vùng biển của người Úc. Tuy vậy thì việc này sau đó được tiết lộ là đâm ra một cái rắc rối mới, là bởi vì nước Úc trước đó 2016, tức là 5 năm trước, đã ký với một, đã chuẩn bị ký một hợp đồng tăng cường vấn đề cải tổ vấn đề tàu ngầm của họ đối với nước Pháp. Tuy vậy thì nước Úc là đòi rằng những cái cơ phần mà để giải quyết vụ tàu ngầm này phải mua từ nước Pháp. Những cái đồ sản xuất tại địa phương, nước Pháp không chịu, đôi bên đang giằng co, thì bây giờ đây Hoa Kỳ nhảy vào và coi như rằng hất chân nước Pháp ra khỏi cái hợp đồng này. Hợp đồng này có thể trị giá lên tới 70-80 tỷ đô la, là một món tiền hết sức lớn. Cho nên người Pháp rất là tức giận trong vụ này. Họ cho rằng là họ đã thương thuyết trước với nước Úc, Hoa Kỳ đến sau, thì tại sao không kêu nước Pháp hợp tác trong cái vụ này mà lại hất chân nước Pháp ra và chỉ để ba nước, đó là nước Anh, nước Úc và nước Mỹ mà thôi. Thì đó là chuyện họ giận dữ và họ tuyên bố như vậy. Kể cả ngoại trưởng nước Pháp cũng như rằng là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đều có những cái ý kiến giận dữ về việc này. Thế thì ngày hôm nay sự giận dữ đó lại còn tiến cao hơn nữa, sau khi hôm qua Tòa đại sứ Pháp tại Washington DC đã hủy bỏ một buổi tiếp tân ngoại giao tại thủ đô Mỹ. Buổi tiếp tân này và ngoại giao này rất là lớn, dự định để ăn mừng cái sự đoàn kết giữa Mỹ và Pháp trong một cuộc chiến tranh đã xảy ra trước đây. Nước Pháp đã hủy bỏ cái buổi tiếp tân này. Tuy vậy thì họ vẫn giữ hai cái buổi khác, đó là buổi đặt vòng hoa tại đài tử sĩ ở Maryland vẫn được giữ nguyên, cũng như rằng buổi tiếp tân trên một chiến hạm Pháp đang đậu tại Baltimore cũng được giữ nguyên, và một buổi tiếp tân trên một chiếc tàu ngầm Pháp đang đậu ở hải cảng Norfolk, Virginia cũng vẫn được giữ nguyên.
Thế đây là một trong những biện pháp của Pháp. Họ rất giận nước Mỹ, họ biểu lộ sự bất mãn của họ, nhưng mà họ không muốn chặt đứt tất cả những cái liên hệ đối với Mỹ và đối với các quốc gia khác. Do đó họ đưa ra rất là nhiều lời tuyên bố, trong đó họ thấm thía, họ nói rằng họ thấm thía về cái tình nghĩa đồng minh đối với Hoa Kỳ, thưa quý vị. Bản tin kế tiếp có liên quan tới cơ quan công dân NASA của Hoa Kỳ và luôn cả cái công ty tư nhân cũng về vấn đề không gian của Hoa Kỳ, đó là công ty SpaceX. Thì thưa quý vị, như quý vị đã biết, sau khi mà công ty SpaceX đã thành công trong vấn đề mà đưa người thường, tức là du khách, lên cái quỹ đạo của trái đất cách đây độ khoảng chừng 2 ngày thôi, thì họ đã thành công và họ đã đưa như vậy là 4 người, gồm có những người như là các cái vị thương gia, các vị tỷ phú, rồi khoa học gia, kể cả những người nói chung là bốn người này hoàn toàn là một bốn du khách bình thường, không phải là phi hành gia, không phải là những chuyên gia về không gian, và đã bay lên quỹ đạo của trái đất rồi và hiện bây giờ đang ở trên đó, và họ đã sẽ đi trong vòng 3 ngày thì sẽ trở về trái đất, thì coi như đã được thành công rất là mỹ mãn. Thì thưa quý vị, đây là kế hoạch mà hãng SpaceX tiếp tục đang có kế hoạch để tiếp tục đưa ra, và họ đang dự tính là sẽ tiếp tục đưa những người thường lên không gian để đi tham quan, đi chơi trong tương lai nữa. Trong khi đó thì công ty NASA, tức là cái tổ chức không gian của Hoa Kỳ đó, cũng cho biết là họ sẽ có những kế hoạch để có thể đưa người lên trạm không gian quốc tế. Thì tự chung đây là cái điều mà Hoa Kỳ rất là hãnh diện, bởi vì một công ty tư nhân đã thực hiện được cái việc này, coi như là đây là cái cuộc thành công đầu tiên mà một cái phi thuyền có thể đưa 4 người dân thường, 4 người du khách trên một cái chiếc phi thuyền mà bay ra ngoài không gian lên cái độ cao như vậy là khoảng chừng gần 600 km ở trên quỹ đạo của trái đất. Và đây được coi là cái độ cao mà xa nhất một người bình thường có thể bay tới từ trước đến bây giờ. Và đặc biệt cái nữa đó, cái chuyến bay vừa rồi đó, thì hoàn toàn không có một phi hành gia chuyên nghiệp nào đi cùng cái máy bay này, đi cùng cái phi thuyền này. Đó là cái điều đặc biệt, mà tất cả đều được điều khiển một cách tự động ở dưới đất hết. Cho nên đây là cái thành công rất là lớn. Thành ra thừa thắng xông lên, SpaceX đang dự định là cũng sẽ tiếp tục đưa thêm du khách lên không gian nữa. NASA thì cũng có những cái kế hoạch để đưa người phi hành gia lên trạm không gian quốc tế ISS, thưa quý vị. Thưa quý vị, bản tin kế là bản tin liên quan tới việc chích mũi thứ 3 trong vấn đề chống lại COVID-19 ở Hoa Kỳ, thưa quý vị. Ai cũng biết rằng hiện nay tình hình rất là gay cấn. Hoa Kỳ tuy đã chích ngừa nhiều nhưng mà vẫn không ngăn được cuộc tấn công của COVID-19 trong cái thời gian gần đây. Nhiều người đã bị lây nhiễm, số lây nhiễm gia tăng, mặc dù rằng lây nhiễm trong cái số người không chích ngừa, nhưng mà cũng có một số người đã chích ngừa rồi mà vẫn bị lây nhiễm, mặc dù rằng chỉ bị lây nhiễm, và cái tỷ lệ người nhập viện hoặc là người bị chết vì vấn đề COVID-19 sau khi đã chích ngừa trước rồi thì vẫn không có nhiều. Nhưng mà Hoa Kỳ vẫn lo ngại và họ căn cứ vào những cái data từ bên Israel. Israel chích ngừa trước Hoa Kỳ và họ chấm dứt trước, nhưng mà họ đang bị dịch tàn phá rất mạnh, và vì vậy họ đã chích ngừa thêm mũi thứ 3, và chích ngừa mũi thứ 3 thành công rực rỡ, bệnh tật lui ngay lập tức. Vì vậy Hoa Kỳ có ý muốn chích mũi thứ 3 và họ dự tính là sẽ chích vào thứ 2 tuần tới. Nhiều người phản đối, nhiều nhà khoa học đã phản đối, trong đó có hai nhân viên cao cấp của FDA. Họ cho rằng là chưa cần phải làm chuyện này, chỉ vì họ nghĩ rằng tình hình bây giờ đây mũi thứ 3 vẫn còn có hiệu, mũi thứ 2 vẫn còn có hiệu nghiệm, chưa cần phải chích mũi thứ 3. Tuy nhiên phía Israel thì họ đã làm trước, họ nghĩ rằng họ đang bị vấn đề phai nhạt của cái sự kháng thể, của khai nhạc của kháng thể, cho nên họ muốn chích mũi thứ 3 ngay, và họ đã chích rồi. Phía Hoa Kỳ như ông Fauci và những người khác của CDC đều đồng ý là sẽ chích mũi thứ 3, và do đó phía chính phủ Biden đã đưa ra dự tính nói rằng là ngày 20 sẽ chích mũi thứ 3. Tuy vậy thì FDA phản đối, FDA cho rằng chưa cần, và vì vậy hai nhân viên cao cấp của FDA đã từ chức rồi. Nhưng mà trong báo cáo khoa học mới nhất, họ vẫn cho rằng là mũi thứ 3 chưa cần thiết. Tuy vậy thì cuối cùng họ sẽ có một phiên họp ngày hôm nay để quyết định về việc này.
nhưng mà có vẻ như mọi việc nó thiên về cái vấn đề là họ sẽ, Hoa Kỳ sẽ chích mũi thứ ba, mặc dù FDA muốn rằng là họ có nhiều cái dự kiện hơn, và những dự kiện đó đến từ những cái cuộc khảo sát của Hoa Kỳ chứ không phải những cuộc khảo sát của Israel, bởi vì Israel là Israel, Hoa Kỳ là Hoa Kỳ, hai cái đó nó khác nhau. Những nhà khoa học còn có những cái nhìn nó khác hơn ở những nhà chính trị hoặc là những người dân thường của Hoa Kỳ. Tuy vậy thì điều này cho biết là vấn đề sẵn sàng như vậy. Và các địa phương thì sao? Các thành phố lớn của Hoa Kỳ, các cái địa điểm chích ngừa, người ta phân vân và không biết sẽ nghe ai, FDA hay là chính phủ Mỹ, nhưng mà họ vẫn chuẩn bị kỹ càng, bởi vì nếu có lệnh thì thứ hai này họ sẽ chích ngừa và họ prepare sẵn sàng, họ không để cho tình trạng thiếu chuẩn bị xảy ra. Đó là tình hình mới nhất về chích ngừa mũi thứ ba của Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 9 tới đây, tức là thứ hai. Ngày này có vẻ như là sẽ bắt đầu, mà hầu như tình hình nó nghiêng hẳn về phía sẽ chích mũi thứ ba. Tuy vậy thì không ai biết được gì rõ ràng và chắc chắn về tương lai cả, thưa quý vị. Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Sau đây là hai bản tin đặc biệt liên quan đến Việt Nam. Bản tin đầu tiên là liên quan tới Hà Nội và COVID-19, thưa quý vị. Hà Nội có tình hình COVID-19 tràn ngập, nhưng mà sau Sài Gòn. Sài Gòn có trước và Sài Gòn đã cách ly tới 3 tháng rồi. Trong khi đó thì Hà Nội mới chỉ có cách ly cách đây khoảng 1 tháng mà thôi. Và gần đây nhất, ngày 15 tháng 9 thì Sài Gòn nói rằng là họ vẫn tiếp tục giữ cách ly cho đến ngày 30 tháng 9. Tuy vậy thì Hà Nội cũng tuyên bố như vậy, họ cũng vẫn sẽ giữ cách ly cho đến ngày 30 tháng 9. Nhưng mà hiện nay thì điều kiện nhờ có chích ngừa, Sài Gòn đã có chích ngừa gần như rằng 100%, họ nói như vậy theo cái tỷ lệ chích mũi thứ nhất. Tuy nhiên thì Hà Nội gần đây nhất họ cũng đã chích tới cả triệu người, cũng là mũi đầu tiên, nhưng mà họ chích Sinovac, họ chích cái Verocell, tức là một cái loại vaccine của người Trung Hoa Cộng sản. Tuy rằng là nó có nó dở hơn, nhưng mà nó vẫn có một phần nào đó ảnh hưởng, và vì vậy họ cảm thấy rằng yên tâm, do đó họ cho phép các dịch vụ và điều kiện được mở cửa lại, các cái dịch vụ mua bán từ trưa 15 tháng 9, tức là trưa ngày hôm qua, trưa 16 tháng 9, tức là trưa ngày hôm qua, là cái ngày đầu tiên họ cho phép mở cửa lại. Vì vậy cho nên mọi người đều rất là vui mừng, bởi vì sau một thời gian cả tháng đóng cửa vì cách ly, được mở cửa lại họ rất thích. Và Hà Nội nói rằng là họ phải quét cái mã QR ở cửa hàng ăn uống và khai báo y tế thường xuyên. Ở đây chúng tôi cũng phải nhắc lại việc rằng là mã QR, tức là một trong những bộ phận điện tử họ làm ra. Thế thì nói cho hay như vậy, nhưng mà sự thật thì cũng giống như những cái tờ giấy đi đường thường, thay đổi bất chừng, dân chúng rất là khổ sở. Nhưng mà nói thì nghe rất là hay, những là điện tử này nào cái khác, nhưng mà sự thật bao nhiêu thì có lẽ chúng ta phải chờ 2-3 tuần nữa mới thấy rõ được cái ảnh hưởng của COVID-19 tại Hà Nội như thế nào, thưa quý vị. Và đồng thời ở tại Sài Gòn thì cũng có cái mức độ giảm bớt cái vấn đề mà cách ly xã hội. Thưa quý vị, được biết là ngày hôm qua thì Sài Gòn cũng nới lỏng bớt cái lệnh này, và họ cũng cho phép một số những cơ sở thương mại, những cái quán ăn vân vân có thể mở cửa trở lại, miễn sao mà họ đáp ứng đủ một số những cái nhu cầu, thì trong đó có cái vấn đề là ba tại chỗ. Vì cái sự mà ràng buộc khó khăn này cho nên là vẫn còn khá là nhiều những cái quán ăn, những cửa tiệm họ được phép mở nhưng họ không mở, là tại vì họ không thể chấp hành được cái điều khoản, cái điều kiện gọi là ba tại chỗ, chẳng hạn như là ăn tại chỗ luôn, làm tại chỗ, rồi ngủ tại chỗ luôn, để mà chống lây lan, thì đại khái là như vậy. Cho nên là ngoài ra còn rất nhiều những cái yêu cầu khác nữa của chính quyền địa phương. Cho nên mặc dù là được mở cửa, nhưng mà nhiều cái quán hàng quán, chẳng hạn như là tại quận Nhất, quận 3, quận 10 thì vẫn còn im lìm, không ai hoạt động gì cả. Để tránh phải áp dụng, phải thực hiện đúng những cái chỉ thị đưa ra, nó quá là khó khăn và khắt khe. Thành ra tốt nhất thôi họ đóng luôn cho rồi. Như vậy thành ra là dù sao đi chăng nữa thì cái sự mình nới lỏng cái vấn đề mình cách ly xã hội, phong tỏa, rồi đi đường được tương đối nhẹ nhàng hơn, và một số lượng người được cho phép đi nhiều hơn, nhất là những cái vùng được gọi là vùng xanh đó, tức là cái vùng mà không bị nhiều, không có những người bị FO đó, F0 đó, thì họ có thể di chuyển dễ dàng hơn, chỉ cần xin cái giấy phép thôi,
và cũng như là đưa ra những giấy chứng nhận là đã test Covid-19 rồi mà âm tính thì vẫn có thể đi tới đi lui được, thì đó là những cái gì cho thấy rằng là Sài Gòn cũng thế, tức là càng ngày càng trở nên nhẹ nhàng hơn và có lẽ là trong tương lai gần thôi, với cái tỷ lệ thuốc chủng ngừa được chích càng ngày càng nhiều thì Việt Nam, nhất là Sài Gòn và Hà Nội cũng sẽ thoát khỏi những cái lúc mà gọi là nguy kịch nhất của cái đại dịch Covid-19 này, thưa quý vị. Và đến đây chúng tôi xin được kết thúc cho chương trình Top News ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kế tiếp của đài Viettv Network. Xin kính chào.